Chào các em, chúng ta cùng tiếp tục nghiên cứu về bài học axit carboxylic. Trong video này thì thầy trò mình sẽ tìm hiểu về tính chất hóa học của axit carboxylic. Như thường lệ, trước khi chúng ta tìm hiểu những tính chất đặc trưng của các hợp chất hữu cơ thì phản ứng đầu tiên chúng ta phải nhắc đến cho thầy đó là phản đốt cháy thông qua phần một lớn này. Đúng chưa? Phản đốt cháy thông qua phản đốt cháy này thì các bạn có thể ôn lại cho thầy về cách lập công thức tổng quát của anh axit, đúng không? Ok. Công thức tổng quát của anh axit là như thế nào ạ? Một axit bất kỳ các bạn có nắm được không ạ? Nắm được chứ, đúng không? Đó sẽ thành lập thông qua đó là hydrocarbon bất kỳ nhá. Nó sẽ thành lập thông qua một hydrocarbon bất kỳ. Một hydrocarbon bất kỳ nó có công thức là CnH2n+2 2K. Đây là một hydrocarbon bất kỳ. Đó, bất kỳ. À, bây giờ nếu mà chúng ta thay thế bỏ đi X nguyên tử hydro bằng X cái nhóm chức COOH thì lúc này thầy cho mình sẽ được một cái anh axit bất kỳ luôn. Đó, nó sẽ là gì? CnH2n+2 2K - X COOH tất cả X lần. Không chưa? Đây là một cái anh axit bất kỳ. Chúng ta sẽ cùng xem phương trình tổng quát của nó, đúng không ạ? Phương trình tổng quát như sau: CN2N+2 2K - X COOH tất cả X lần. Khi tác dụng với oxy, sản phẩm cháy luôn là CO2 và nước rồi. Tại sao? Thành phần nó chỉ có 3 nguyên tố thôi, CHO, đúng không ạ? Đốt lên thì luôn được CO2 và nước. Các bạn tự cân bằng nhé. Và đây là kết quả của thầy đã đưa ra cho các bạn. Chúng ta thấy rằng là tổng số carbon ở bên vế trái là N+X, thì vậy chúng ta sẽ cân bằng với CO2 sẽ là N+X. Đếm hydro cho thầy đi. Hydro ở bên vế trái cố định rồi kìa. Hydro bên vế trái là 2N+2 - 2K - X+X. Nó sẽ rút gọn còn lại là 2N+2 - 2K. Chia 2 ở nước đi, nó sẽ còn lại N+1 - K. Xong. CO2 và nước đã cố định rồi, chắc chắn cái anh oxy ở bên vế phải cố định theo. Và từ đây mình sẽ làm cơ sở tính tổng oxy ở bên vế phải trừ đi oxy ở trong nhóm chức thì chia 2 sẽ ra oxy ở trong cái anh O2. Không chưa? Ok, đấy là hệ số cân bằng của anh này. À, thế bây giờ đây là phương trình tổng quát. Nhiều bạn bảo, thầy ơi em thấy nó không thực tế khi áp dụng. À, thực tế khi áp dụng các bạn có thể gặp những cái dãy đồng đẳng cụ thể như sau. Đó là dãy đồng đẳng của anh axit no đơn chức mạch hở. À, no chức mạch hở như thế nào ạ? Các bạn chú ý cho thầy nhé. À, thứ nhất là từ đây chúng ta có thể viết được phương trình tổng quát. Viết phương trình trái tổng quát.